đó là chùa Đất Sét. Quý vị có thắc mắc cửa nào là cửa chính không ạ? Cái lối hồi nãy đi vô đó không phải là cửa chính nha quý vị. Cái cửa chính đây là ở mặt hướng đông, do để mà cho thuận lợi cái mà cái đường đi, cho nên chính vì vậy mà cái con đường đã cắt ra phía sau, cho nên là làm cái cổng cho quý vị đi tạm. Cái lối này mới là lối chính, lối mặt ở hướng đông, cho nên là ở đây có đường đi mà không có đường đi, cho nên là mở tạm cái cửa phụ ở phía sau. Cho nên nếu quý vị lỡ có thắc mắc thì em có lý giải cho quý vị luôn, ở đây mới là trung tâm hay là cửa chính. Cho nên là sao có vô nhà thì mình vô cửa chính, cũng vô cửa sau, cửa sau kỳ. Cho nên là mới nhọc thân quý vị di chuyển mình tới đây. Rồi, thiên thân ở đây tức là đây là xây dựng theo đó là một am, am tự tu của gia đình. Cho đến đời của ông Ngô Kim Tòng là một người con rất là có hiếu, và cho nên cái gì mà dẫn theo truyền thống của gia đình đó là vẫn là tu tại gia. Cho nên chính vì vậy mà cùng với cái sự tưởng tượng và trí sáng tạo, óc đam mê về kiến trúc, hội họa và thẩm mỹ của mình, cho nên cái gì mà kèm theo nữa là sao? Do tu tại gia, gia đình cũng không được khá giả lắm, cho nên chính vì vậy mà không thể nào mà xây dựng một cái ngôi chùa với những vật liệu bê tông để cho nó hoành tráng hơn được. Ta nói là những cái công đức của con người đó là xây chùa tạo tượng những cái chuông, mặc dù ở đây là cái am tại gia cũng vậy. Cho nên chính vì vậy mà cùng đó đã nảy sinh ra một ý tưởng, đó là được hình thành cái ngôi chùa ở nơi đây được làm bằng đất sét, được mang từ rất xa bằng những bàn tay và bằng khối óc và trái tim của mình mà đã đưa ra những cái tượng thờ ở bên trong đây bằng chính thổi hồn của mình. Cho nên chính vì vậy mà ở đây tiền thân được xây dựng mà nó rộng và nó lớn hơn rất là năm nay. Ông Ngô Kim Tòng, ông Ngô Kim Tòng.